Rồi, giới thiệu với các bạn bộ mũi khoan và đầu đảo hướng hay là trục cạc đăng này. Thì bộ này nó bao gồm 8 chi tiết, mã hàng là 1598.758. Đừng cho một cái hộp gỗ như này, hộp kích thước của hộp gỗ nó bao thước này ngắn hơn này. Thước này là 15 à, khoảng 17. Chiều này khoảng 11. Gần 6, 5 rưỡi. Ở cái hộp gỗ này vì mũi khoan này là của cho ngành gỗ nên là họ nhà sản xuất Pharmac họ làm bằng cái hộp gỗ như này, rất là nhìn rất là gỗ. Bộ này có giá là 2,4 triệu. Nhưng mà trước tiên thì mình phải xem bên trong nó có cái gì cái đã. Khóa như thế này, nó sẽ bao gồm một cái trục cạc đăng như thế này. Thì bên trước mình có làm một cái clip chi tiết về cái này rồi, để nó đảo hướng từ đây sang đây, đảo hướng vuông góc xuống để mình bắt trong các cái khe hẹp, hoặc là các cái hốc và tó nào đấy, hay ông tó gì đấy mà mình không có đưa cái mũi khoan thông thường vào được. Thì cái đuôi này là đuôi 1/4 giống nhau hết. Đây là một chi tiết, ở đây nó sẽ có cái 4 mũi khoan để trong này. Cái miếng này, cái miếng gỗ này họ làm rất là nghệ thuật. Mở lên mở xuống này để mình dễ lấy ra. Thì đây nó sẽ mũi khoan này là mũi khoan size 3. Khoan này khoan gỗ nha các bạn, khoan xoắn bỏ đỗ 3 ly 4, 5, 6 và một cái mũi khoét gỗ. Mũi khoét này là để lấy tạo thành cái lỗ vát để mình bắt cái vít. Bắt vít như thế nào, một làm chút xíu nữa mình sẽ làm cái demo cho các bạn coi. Đây nó có một cái tay này, cái tay để bắt vào đây. Khi mà mình thuận tay nào thì mình sẽ bắt vào tay đấy. Khi bắt thì các bạn sẽ mở con ốc ở đây ra. Giả sử là mình bắt ở bên đây thì mình mở con ốc này, mình bắt ở bên đây thì theo tay thuận thì mình mở bên đây. Mình mở đây ra. Giả sử là mình bắt ở tay này đi. Thường là mình cầm mua máy khoan ở tay phải thì cái tay này mình sẽ cầm ở tay trái. Mình bắt vào đây. Rồi cái phần này mình sẽ gắn vào mũi khoan. Đây mình sẽ cầm như thế này. Rồi nó đảo hướng xuống đây thì mũi khoan này ở trên đây, nó trong đây nó có một cái nam châm để nó hít giữ mũi khoan nó không bị rớt xuống. Như thế này. Mình thả bao vừa nó hít cứng rồi. Rồi. Thế mình khi mình xoay ở đây á, khi mũi khoan xoay ở đây thì đây nó quay. Đây, xoay đảo hướng vuông góc giống như cái trục cạc đăng của xe ô tô vậy. Xe bộ là một chỗ này. Còn đây chi tiết nó lại có thêm cái này. Cái này để bằng cặp các mũi khoan khác. Mà nó đường kính nó lớn. Thì cái này nó rất là hay, là khi mà mình điều chỉnh ở đây thì cái miệng ở đây nó sẽ cái cặp ở đây giống như cái mâm cặp vậy. Nó sẽ há ra hoặc nhỏ vào, thu lại. Đây. Mình thấy không? Khi mà gắn mũi khoan vào đây thì mũi khoan nó cũng sẽ xoay theo chiều này chẳng hạn thế. Mũi khoan xoay theo chiều này thì nó sẽ càng xoay nó càng kẹp cứng cái mũi khoan vào đây. Giả sử mình đưa mũi khoan vào đây cho bạn thấy ha. Này. Giả sử là cái này ha. Hoặc là mũi khoan tròn, thân tròn được thì mình siết càng cứng ở đây thì nó càng siết cứng cái này vào. Còn cái phần này mình sẽ gắn vào đây cũng được. Cũng được ha. Hoặc là mình có thể mình gắn trực tiếp vào mũi khoan đây cũng được, máy khoan đây cũng được. Trong trường hợp này, trong trường hợp là mình khoan thẳng ha. Thì trong trường hợp mình khoan đảo hướng thì mình sẽ gắn này vào đây. Mình sẽ gắn cái mũi khoan vào cho nó dễ thấy. Mình sẽ cầm như thế này. Cái lực moment chuyển động mà cái cơ cấu bánh răng ở trong đây nó có thể chịu được là 50 Newton mét moment, tạo ra cái moment xoắn ở đây. Thế là lực siết của cái ốc ở đây, của cái mũi khoan đấy, nó sẽ là 50 Newton mét. Đây là khi mình thay đổi, mình đảo mũi khoan thì mình chỉ việc rút cái này ra thôi.
để mình thay thôi. Thì nhà sản xuất họ cho mình ở đây bao gồm là 4 mũi khoan, để một cái bộ như này để khoan gỗ. Khoan gỗ thì mình sẽ thay đổi theo tùy theo ý mình thôi. Mũi khoét ở đây, thế cái chui của nó cũng sẽ là cái chui 1/4 mình có thể gắn vào đây. Đó. Em mình khoan thử cái đây nghe. Đó. Cái mũi khoét như thế này nó tạo ra cái mũi vát như thế này, thì khi mà mình bắt cái con vít ấy, thì nó sẽ chìm bằng mặt ở đây luôn. Để tùy theo con vít nó đường kính lớn hay nhỏ thì mình sẽ khoan một cái lỗ tương ứng. Con vít nó như thế này. Con vít thường ở đây nó sẽ có phần nó nhô lên ở đây, cái chân của con vít này. À, thì khi mình bắt con vít vào đây thì cái này khi mà đường kính của cái mũ vít này á nó bao nhiêu thì mình khoét cái lỗ này sâu tương ứng bấy nhiêu. À. À. Ví dụ như mình cái này nó lớn hơn thì mình có thể khoan thêm một tí nữa. Này. Đó. Thì khi mà bắt vít xuống đây thì nó sẽ bằng cái đỉnh mũ, nó sẽ bằng luôn. Đó, hình vát này. Đó, như vậy.